Chương trình trưa nay gồm có Nga tấn công Kyiv bằng hỏa tiễn siêu vượt âm Ngoại trưởng Litva muốn bắn hạ hỏa tiễn Nga xâm phạm Macron, IS từng cố gắng thực hiện tấn công phục bố ở châu Âu Hoa Kỳ, Nhật Bản bắt tay kiềm chế Trung Quốc Philippines phản ứng mạnh mẽ khi Trung Quốc bắt nạt Cựu Bộ trưởng Singapore đối diện 8 cáo buộc tham nhũng Quân đội Nigeria giải cứu 150 sinh viên bị bắt cóc. Trung Quốc đứng sau tiên tặc thực hiện chiến dịch gián điệp. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 Giây Tinh Hoa thứ ba ngày 26 tháng 3. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin vào hôm tối thứ Hai lần đầu tiên nói rằng những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công vào hôm thứ Sáu vào một phòng hòa nhạc bên ngoài Moscow. Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi những người Hồi giáo cực đoan, hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ, ông Putin nói trong một cuộc họp trên truyền hình với các quan chức chính phủ hàng đầu. Ông nói tiếp, chúng tôi cũng thấy rằng, bằng nhiều cách khác nhau, Hoa Kỳ đang cố gắng thuyết phục các vệ tinh của mình, cũng như các quốc gia khác, rằng theo thông tin tình báo của họ, không có dấu vết nào cho thấy Kiev có liên quan đến vụ tấn công. Sự tàn bạo này có thể chỉ là một mắt xích trong hàng loạt nỗ lực của những kẻ gây chiến với đất nước chúng ta kể từ năm 2014 ông putin nói đồng thời vẫn muốn dài thêm vụ khủng bố có mối quan hệ từ ukraine khi đặt ra câu hỏi tất nhiên cần phải trả lời câu hỏi tại sao sau khi gây án những kẻ khủng bố lại tìm cách sang ukraine ai đã đợi chúng ở đó trong khi đó phó chủ tịch hội đồng an ninh nga ông medvedev viết trên ứng dụng nhắn tin telegram như sau chúng ta có nên giết chúng không chúng ta nên và chúng tôi sẽ làm như vậy ông medvedev đã tuyên bố điều quan trọng hơn là giết tất cả những người liên quan đến vụ tấn công hơn là chỉ bốn nghi phạm đang bị giam giữ tất cả bọn họ những người trả tiền những người thông cảm và những người đã giúp đỡ giết hết bọn chúng đi ông nhấn mạnh ông medvedev cũng là nhân vật trong số nhiều quan chức hàng đầu của nga kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm thi hành án tử hình đã kéo dài ba thập kỷ các nhà phê bình đã cảnh báo về những hậu quả không lường trước được do việc Nga sử dụng rộng rãi luật chống khủng bố và chống chủ nghĩa cực đoan, khiến cho các nhân vật phản chiến thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau bị mắc kẹt. Quay trở lại tình hình chiến sự Ukraine, tại Kyiv, vào sáng sớm hôm qua, ngày 25 tháng 3, nhiều vụ nổ mạnh đã xảy ra. Cảnh báo không kích đã được công bố chỉ một phút trước vụ tấn công. Theo thông tin sơ bộ, một tòa nhà dân cư ở quận Petrovsky đã bị hư hại và có thương vong xảy ra. Các mảnh vỡ rơi xuống đã được ghi nhận ở các quận Solomensky, Dniprovsky, Golosyivsky và ở quận Danitsky. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết có 4 người bị thương, 4 nạn nhân đều ở quận Petersky. Hai người phụ nữ được nhân viên y tế sơ cứu tại hiện trường. Hai người, trong đó có một cô gái 16 tuổi, phải nhập viện. Nga tập kích hỏa tiễn vào Kyiv giữa ba ngày vì nhắm tới nơi có mặt nhiều quan chức tình báo cấp cao Ukraine. Tờ Kyiv Post vào hôm 25 tháng 3 dẫn lời các nguồn tin giấu tên trong cơ quan an ninh Ukraine SBU nói rằng cuộc tập kích thủ đô Kyiv nhắm vào một trong những văn phòng thuộc cơ quan này, địa điểm có mặt nhiều quan chức cấp cao của SBU. SBU là cơ quan thực thi pháp luật, tình báo và an ninh của chính phủ Ukraine. SBU đã nhiều lần tổ chức các đợt tập kích bằng UAV nhắm vào Nga cũng như hậu thuẫn các nhóm dân quân thân Kyiv mở những cuộc tấn công qua biên giới hai nước. Ít nhất 7 tiếng nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Kyiv vào lúc 10 giờ 30 phút sáng 25 tháng 3, ngay sau khi còi báo động phòng không được kích hoạt. Điều này cho thấy, Moscow đã phóng một số hỏa tiễn siêu thanh từ Crimea bị chiếm đóng. Hỏa tiễn đã vượt qua quãng đường 580 km đến Kyiv trong 3 phút với tốc độ ước tính là 11.600 km trên giờ, Do đó, hệ thống còi báo động không kích đã không bật kịp thời. Phía Ukraine đưa ra nghi vấn về loại hỏa tiễn hành trình Zirkin có thể được sử dụng. Do khác với các đợt tập kích bằng hỏa tiễn hành trình tầm xa trước đây, thường diễn ra trong đêm hoặc rạng sáng và được cảnh báo từ trước hàng chục phút. Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, Bridget Brink, cũng nói rằng Nga đã tấn công Kyiv bằng hỏa tiễn siêu vượt âm trong khi đó trên mặt trận quan chức quân đội Ukraine cho biết tình hình gần Trashevza đang rất căng thẳng khi nga cố gắng phá phòng tuyến để tiến về thành phố nằm ở phía tây Bakhmut tình hình liên quan đến Trashevza rất khó khăn và căng thẳng ông Olek Kalashnikov sĩ quan phụ trách truyền thông của lữ đoàn pháo binh số 26 Ukraine ngày 25 tháng 3 cho biết đối phương đã cố gắng vượt qua phòng tuyến của chúng tôi để tiếp cận Trashevza theo ông, Nga đang tăng cường sử dụng bom dẫn đường với sức công phá cao trong khu vực và thả chúng xuống những khu vực đông dân cư và công sự kiên cố của lực lượng Ukraine. Thưa quý vị, hành vi vi phạm không phận của NATO là không thể chấp nhận được, vì vậy hỏa tiễn Nga cần phải bị bắn hạ. Điều này được Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis tuyên bố. Một lần có thể là sai lầm, nhưng nếu chúng ta để nó xảy ra lần nữa, thì đó sẽ được coi là sự khích lệ vì vậy chúng ta phải thay đổi thái độ và gửi tín hiệu rất rõ ràng rằng nếu điều này xảy ra lần nữa hỏa tiễn hoặc uav sẽ bị bắn hạ bộ trưởng nói ông nhấn mạnh rằng việc hỏa tiễn nga xâm phạm không phận ba lan không phải là lần đầu tiên đã có một số trường hợp vi phạm không phận romania và đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên vi phạm không phận ba lan ông nhắc lại trước đây hỏa tiễn nga đã nhiều lần bay vào lãnh thổ ba lan trong các cuộc tấn công lớn vào ukraine Chính quyền Ba Lan phản ứng với những sự kiện này một cách kiềm chế và bằng cách bảo đảm an ninh, điều động phi cơ lên không phận. Theo đó, Bộ Chỉ huy Ba Lan nhấn mạnh quân đội biết rằng hỏa tiễn Nga bay qua khu vực Lublin vào sáng 24 tháng 3 sẽ quay trở lại Ukraine. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Nga Saki Andreev đến để chất vấn. Nguyên nhân là do hỏa tiễn Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Như Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Banek đã lưu ý, Ba Lan sẽ bắn hạ một hỏa tiện của Nga nếu nó bay xa hơn vào nước này. Thưa quý vị, ông Macron cho biết nhóm ISISK, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố gần Moscow, gần đây đã cố gắng thực hiện các cuộc tấn công ở châu Âu. Ông nói rằng, chỉ trong những tháng gần đây, nhóm này đã thực hiện một số nỗ lực tổ chức một cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Pháp cũng như nước láng giềng Đức. Tuyên bố về vụ tấn công ở Moscow đến từ chi nhánh của nhà nước Hồi giáo ở Khorasan, Tuy nhiên tổ chức này cũng đe dọa Pháp và đã tham gia một số kế hoạch tấn công bị thất bại gần đây ở một số nước châu Âu, bao gồm cả Đức và Pháp. Ông Macron nói. Tổng thống Pháp cho biết ông muốn mở rộng hợp tác với Nga trong vấn đề này, đồng thời kêu gọi tiếp tục cuộc chiến hiệu quả chống lại các nhóm này đang tấn công một số quốc gia. Ông Macron nhấn mạnh rằng sẽ là phản tác dụng nếu Nga đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công khủng bố. Vì các cơ quan đặc biệt của Pháp tên rằng chính chi nhánh ISIS ở Afghanistan đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công này và thực hiện nó. Thưa quý vị, theo tờ Financial Times, Hoa Kỳ và Nhật Bản đang tiến hành kế hoạch nâng cấp liên minh an ninh lớn nhất của họ từ khi ký kết hiệp ước phòng thủ chung năm 1960 nhằm chống lại Trung Quốc. Đáng chú ý, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida Dự kiến công bố kế hoạch tái cơ cấu Bộ Chỉ huy Quân sự Hoa Kỳ tại Nhật Bản nhằm tăng cường kế hoạch chiến lược và tập trận giữa hai quốc gia, họ sẽ tiết lộ thông tin này khi ông Kishida thăm tòa Bạch Ốc vào ngày 10 tháng 4 tới. Báo cáo cho biết, các đồng minh đang muốn tăng cường quan hệ an ninh để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, đòi hỏi quân đội của họ phải hợp tác và lên kế hoạch chặt chẽ hơn, đặc biệt là trong một cuộc khủng hoảng như xung đột ở Đài Loan. Nhật Bản cho biết đã tăng cường đáng kể khả năng an ninh của mình trong vài năm qua chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, bao gồm cả kế hoạch mua hỏa tiễn hành trình Tomahawk từ Hoa Kỳ. Cựu quan chức cấp cao của Tòa Bạch Úc Christopher Johnston nhận định, việc đưa ra các chỉ thị này sẽ giúp Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản phản ứng nhanh chóng và đáng tin cậy hơn trong việc đối phó với các mối đe dọa trong khu vực. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, Philippines mới đây đã thách thức Trung Quốc nhằm đưa họ ra tòa án quốc tế để giải quyết tranh chấp về một dạng san hô thuộc Biển Đông. Các tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông đã bị một tòa án ở La Hay bác bỏ vào năm 2016. Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Philippines về các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông tiếp tục leo thang khi Manila đã triệu tập đặc phái viên của Trung Quốc để phản đối một hành động mới nhất của tàu Trung Quốc đã tấn công vào tàu của Philippines bằng vòi rồng khiến ba binh sĩ của Philippines đã bị thương. Bộ Ngoại giao của Philippines đã tuyên bố việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động thường xuyên và hợp pháp của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này là không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines, ông Gilberto Teodoro đã từ chối nhượng bộ và thách thức Bắc Kinh đưa yêu sách lãnh thổ ra trọng tài quốc tế. Ông nói, đó là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp pháp lý một cách bền vững. Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc là Chen Xiaodong đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp của Philippines, bà Maria Teresa Lazaro. Ông Chen đã lên tiếng mạnh mẽ về một số vấn đề, bao gồm việc Philippines đã vận chuyển vật tư đến một con tàu quân sự bị mắc cạn trên bãi cỏ mây. Thưa quý vị, cơ quan chống tham nhũng của Singapore vào hôm 25 tháng 3 đã thông báo, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải là Sopraminiam Ivaran đã bị truy tố thêm 8 tội danh mới trong một vụ tham nhũng quan trọng nhất của thành phố. Theo Cục Điều tra Hành vi Tham nhũng, các cáo buộc mới bao gồm việc ông Isvaran đã nhận những món quà trị giá hơn 14.000 đô la Mỹ khi ông còn làm bộ trưởng. Ông Isvaran hiện đang phải đối mặt với tổng cộng 35 cáo buộc trong một vụ án gây chấn động ở Singapore. Singapore là một trung tâm tài chính hàng đầu của châu Á, nơi luôn tự hào về một chính phủ trong sạch và hiếm khi bị ảnh hưởng bởi hối lộ và bê bối chính trị. Vụ tham nhũng gần đây nhất liên quan đến một bộ trưởng là vào năm 1986, khi bộ trưởng đã bị điều tra về cáo buộc nhận hối lộ. Ông ấy đã qua đời trước khi bị truy tố. Các tội danh của ông Iswaran bao gồm tham nhũng và cản trở công lý. Trước đó vào ngày 18 tháng 1, cựu bộ trưởng đã ra hầu tòa với 27 tội danh, nếu bị kết án về tội hối lộ, ông có thể phải nộp phạt lên tới 74.000 đô la Mỹ hoặc phải ngồi tù 7 năm. Thưa quý vị, các quan chức và chính quyền của Nigeria đã cho biết quân đội nước này đã giải cứu hơn 130 nhân viên và học sinh bị bắt cóc khỏi trường học của họ ở bang Kaduna phía Bắc hồi đầu tháng này. Thiếu tướng Edward Buba, giám đốc hoạt động truyền thông quốc phòng, nói với truyền thông địa phương trong một tuyên bố 137 nạn nhân, gồm có 76 nữ và 61 nam, đã được quân đội giải cứu. Các học sinh này nằm trong số 287 học sinh bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 3 tại trường Tiểu học Ly và trường Trung học Chính phủ Kuriga ở thị trấn Kuriga. Những kẻ bắt cóc đã yêu cầu một khoản tiền chuộc là 690.000 đô la Mỹ để được thả. Thượng nghị sĩ Ubasani, thống đốc điều hành bang Kaduna cho biết, các học sinh sẽ chính thức được bàn giao cho nhà nước vào hôm thứ hai khi họ được tổ chức một bữa tối tổng thống bola ahmed tibubu của nigeria cũng ra một tuyên bố tôi một lần nữa bảo đảm với người dân nigeria rằng chính quyền của tôi đang triển khai các chiến lược để bảo đảm rằng các trường học của chúng ta vẫn là nơi học tập an toàn chứ không phải là hang ổ cho những vụ bắt cóc bừa bãi theo tổ chức theo dõi nhân quyền, các vụ bắt cóc hàng loạt đã trở thành vấn nạn của quốc gia Tây Phi kể từ khi tổ chức Boko Haram đã bắt cóc 276 nữ sinh vào năm 2014. Thưa quý vị, các quan chức của Hoa Kỳ và Anh đã cáo buộc nhóm hacker Trung Quốc là APT31 viết tắt của mối đe dọa dai dẳng nâng cao nhắm mục tiêu vào các nhân vật chính trị. Hoa Kỳ cho biết mục đích của họ là đàn áp những người chỉ trích Bắc Kinh các quan chức cũng cáo buộc những tin tặc này có liên quan đến nhà nước trung quốc đứng đằng sau các chiến dịch mạng độc hại phó thủ tướng oliver dowden đã nói rằng các tác nhân liên kết với nhà nước trung quốc chịu trách nhiệm về hai chiến dịch mạng độc hại nhắm vào các tổ chức dân chủ và nghị sĩ của chúng ta ông dowden cho biết nỗ lực xâm phạm tài khoản email của các nhà lập pháp vương quốc anh là đã không thành công chính phủ anh quốc cho biết trong một tuyên bố một bộ phận của cơ quan tình báo GCHQ của họ đã đánh giá rằng các hệ thống của Ủy ban bầu cử Vương quốc Anh rất có thể đã bị một thực thể trực thuộc nhà nước Trung Quốc xâm phạm trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022. Vào cuối ngày thứ hai, Bộ trưởng An ninh của New Zealand là Judith Collins đã nói rằng quốc hội nước này đã trở thành mục tiêu của nhóm này vào năm 2021. Tuy nhiên, ông Collins đã cho rằng New Zealand sẽ không theo chân Hoa Kỳ và Anh trong việc trừng phạt Trung Quốc vì Wellington không có luật cho phép nước này làm như vậy. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin chiều nay đến đây sẽ được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.